là người yêu tôi mỗi khi chuẩn bị đi chơi. Nhìn cái gì mà nhìn nhanh lên muộn rồi. Em sao vào đây? À, em phải đi qua đâu? Ok, đâu ra kiểu sắp đi rồi mới chuẩn bị đấy hả? Hả? 2 hours later. Em chào công chúa ngủ trong nhà tắm ạ. Thế bây giờ đã xong chưa? Em xong rồi. Nhưng mà trong lúc gọi đầu em nghĩ là một giá mới. Em phải chơi thử với Đức. Thôi. Mình cái gì đấy? Một sản phẩm giữa trắng nhắn liên thông cá. Thế là vẫn chưa đi được à? Còn cái gì đây nữa? Cái này là 7 tế bào stress với thành phần thiên nhiên. Nó vừa sạch và sáng ra. Làm gì có ai mà vừa chơi vừa làm cái này như em đâu. Thì em để tiết kiệm thời gian chơi còn gì. Thế là em vừa chơi em vừa bôi kem dưỡng body này. Cái này cũng toàn thành phần tự nhiên mà trong này còn có cả glutathione với cả B3 giúp da trắng hồng tự nhiên nhá. Đâu? Ừ, chẳng ai, đưa nhanh lên không ạ? Chị ạ, cho xong rồi ạ. Nhanh lên, vẫn chưa xong. Đây, cho tôi một chút. Yay, tao bắt giờ đi chơi rồi. Từ từ, nghe cổng cái gì kia. Sao mà như này thì thôi, ở nhà luôn, đừng có đi chơi đâu ấy nhá.